Nhận định bóng đá West Ham vs Man City, 23 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8, nhuộm xanh London. Nhận định bóng đá trận West Ham vs Man City diễn ra vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8 ở vòng 3 Premier League 2024-25. Bóng đá Pool phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỷ số. Phân tích phong độ West Ham vs Man City. Pep Guardiola chưa từng thua bất cứ trận nào trước West Ham trên mọi đấu trường, dù là tại sân nhà hay trên sân đối phương. Kể từ khi được Pep dẫn dắt, Man City thắng 17 trận, hòa 3 sau 20 lần gần nhất đụng độ búa tạ trên mọi đấu trường. Nếu tính riêng tại Premier League, con số đó lần lượt là 14 và 3 trận. Những con số thống kê áp đảo đó cho thấy phần nào West Ham sẽ vô cùng vất vả ở lần đối đầu thứ 21 này. Kể cả khi họ được thi đấu trên sân nhà London. Chưa kể, đội bóng của Pep đang toàn thắng ở cả 4 trận gần nhất trên mọi đấu trường, tính cả chiến thắng sau loạt đá luân lưu 11-0 trước Manchester United tại siêu cúp Anh hồi đầu tháng 8. Điều đáng sợ nhất là Man City năm nay nóng máy từ rất sớm với 2 trận toàn thắng ở 2 vòng đấu đầu tiên và vua dội bom Erling Haaland đã kịp ghi cho riêng mình 4 bàn thắng. Trong đó có một hat-trick vào lưới tân binh Ipswich. Hơn nữa, thành tích chung trên sân đối phương của Man City cũng đang khiến mọi đối thủ phải kinh hồn bạt vía. The Citizen đã không thua trận nào ở 17 chuyến làm khách trong các trận đấu chính thức gần nhất, bao gồm 15 chiến thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, 2 trận hòa hiếm hoi nói trên đều trước các đối thủ rất mạnh, Real Madrid 3-3, Champions League và Liverpool 1-1, Premier League và Man City thắng mà không để thủng lưới bất cứ bàn nào ở 5 chuyến xa nhà gần nhất tại ngoại hạng Anh. Về phần mình, West Ham đã thay đổi rất nhiều sau khi David Moyes rời câu lạc bộ và cựu huấn luyện viên Real Madrid, du lần Lopetegui được bổ nhiệm thay thế. Kể từ khi tới London, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã đưa về nhiều tên tuổi như Christensi Sumevin, Leeds, Aaron Wan-Bissaka, Manchester United. Jim Clayton-Dibbo, Nicer, Mark Kinman, Wolves và Niklas Fulkrug, Dortmund. Và có vẻ, Lopetegui đang lắp ráp đội hình cho West Ham khá ổn. Sau loạt trận giao hữu không ấn tượng và thất bại đáng thất vọng trên sân nhà trước Aston Villa ở vòng đấu mở màn Premier League 2024-25, thì búa tạ của Lopetegui vừa thắng cả hai trận mà không để thủng lưới bàn nào, một ở Premier League, một ở League Cup. Tuy vậy, ngay cả khi đang tiến bộ, thì West Ham cũng khó chống đỡ được những đợt tấn công cuồng phong và đầy hiệu quả của Man City ở vòng 3 Premier League 2024-25 cuối tuần này. Thông tin lực lượng West Ham vs Man City mới nhất. Huấn luyện viên Lopetegui đã ra mắt hai tân Jim Clayton-Dibbo và Niklas Fulkrug ở chiến thắng 1-0 trước Bournemouth tại Cúp Liên đoàn Anh 2024-25. Vì vậy có lẽ cả hai sẽ xuất hiện trong đội hình xuất phát trận này. Lucas Paquetá và Mohamed Kudus dự kiến sẽ trở lại, trong khi Aaron Creswell nhiều khả năng sẽ vắng mặt do vấn đề về gân kheo. Pep Guardiola sẽ không có lực lượng mạnh nhất khi Man City đối đầu West Ham. Theo đó, Oscar Bob, Rodri chắc chắn vắng mặt. Nhiều khả năng Mateo Kovacic và Phil Foden sẽ kịp bình phục ở chuyến làm khách tại London. Đội hình dự kiến West Ham vs Man City. West Ham 4-1-4-1 Areola, Wan-Bissaka, Todibo, Kinman, Emerson, Rodriguez, Bowen, Pate, Saucet, Kudus, Antonio. Man City 3-2-4-1 Ederson, Akanji, Diaz, Gadion, Lugic, Kovacic, Savinho, Bernardo Silva, De Bruyne, Doku, Haaland. Soi kèo nhà cái West Ham vs Man City. Erling Haaland ghi bàn, vua phá lưới ngoại hạng Anh hai mùa giải trước tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn hủy diệt ở mùa này. Haaland đã ghi 4 bàn sau 2 vòng đấu đầu tiên của Premier League 2024-25. Hơn nữa, anh cũng đã ghi 4 bàn vào lưới West Ham sau 4 trận ở 2 mùa giải vừa qua. Được biết, tỷ lệ cược kèo Haaland ghi bàn ở trận này rất sáng, được niêm yết là đặt 1 ăn 1,28. Man City ghi bàn hiệp 1. Man City luôn ghi được ít nhất một bàn trong hiệp 1 ở 7 phần 10 trận đối đầu gần nhất với West Ham tại ngoại hạng Anh. Ở 7 phần 10 chuyến làm khách vừa qua tại West Ham. Ngoài ra,
Kịch bản tương tự cũng xảy ra ở 7 phần 10 trận gần đây của Man City và ở 11, 12 chuyến làm khách vừa qua của Man City. Cả hai đội cùng ghi bàn, 6, 8 cuộc đối đầu gần nhất, 7 phần 10 trận gần đây của West Ham và 8, 9 trận vừa qua của Man City đều khép lại với ít nhất một bàn thắng cho mỗi đội. Kịch bản tương tự cũng xảy ra ở 7, 9 trận sân nhà vừa qua của West Ham. Trận này khó có ngoại lệ. Chuyên gia bóng đá dự đoán trận West Ham vs Man City. Jonathan Gorey, chuyên gia bóng đá của The Standard, Man City không bao giờ bỏ qua những cơ hội trước West Ham thế này để thực hiện cú xuất phát trong mơ. Vì thế, một chiến thắng cách biệt hai bàn là điều hoàn toàn nằm trong tầm tay của thầy trò Pep Guardiola. Thống kê vàn trận West Ham vs Man City. Man City bất bại ở 11 lần gần nhất tới làm khách trên sân của West Ham. Cụ thể, The City dần thắng 7, hòa 4 ở chuỗi trận kể trên. Để chứng kiến một chiến thắng của West Ham trước Man City trên sân nhà, chúng ta phải quay về năm 2014 khi Pep Guardiola chưa tới Etihad. BONJJAPLUS dự đoán tỷ số West Ham vs Man City. Lần cuối cùng West Ham thắng Man City cách đây đã 9 năm. Khi ấy, Diafra Sakho và Victor Moser là những người ghi bàn giúp búa tạ hạ gục đối phương 2-1. Tuy nhiên, sẽ vẫn giống như 9 năm qua, The City dần sẽ lại ca khúc khải hoàn khi rời sân London. Dự đoán 1-3. Bạn chọn tỷ số chính xác nào?